Lô lô, chào anh em nhé. Chào mừng em trở lại với cái channel của tôi là Thất Gõ Tài Xỉu đây anh em ơi. Tiếp tục cho anh em những video gõ cầu, úp cầu chút lại anh em nhé. Đây thì có nhẹ đây em vốn đang gọi là hơi to hơi căng 90 củ đây. Đấy, bầu cầu chốt lại cho anh em xem, chia sẻ những cái kinh nghiệm kiến thức bầu cầu cho anh em. Ok anh em, xem video thứ hai nhớ like, tìm subscribe đăng ký kênh của tôi anh em nhé. Rồi, 90 củ thì vẫn đánh nhẹ nhàng anh em, cái đầu tiên là cái tài ha, tài 4 củ đi anh em ạ. Vừa đánh vừa soi cầu chốt lại cho anh em ở đây. Rồi, mở bác cho nên mình quả tài đầu tiên thôi anh em ạ. Ôi, quả này về ngay tài 12, 3, 4 ha. Rồi, thành công cho nên cái đầu tiên này, dương nhẹ 4 củ này. Xôi xuống trên quả cầu bằng đỏ này. Bằng đỏ thì đang là bao nhiêu đây anh em ạ? Bằng đỏ thì mới về tài xong anh em nhé. Bằng đỏ đang đi cho 33, mình khả năng cao bằng đỏ có thể đi đánh về trên cầu 2, 3, 4 được anh em ạ. Và tôi bằng bằng xanh nhé, bằng xanh thì chắc phải xỉu đây đi. Bằng xanh đang đi cho nên về cầu 2, 3, 3, 2, 3, 2. Đấy, nên là bằng xanh cái này đánh cho nên về xỉu 5 củ anh em ạ. Bạn đỏ chờ tí, bạn đỏ đang bật cầu nên hơi sợ anh em. Để xem cái cầu ra gì đã rồi tí nên vào sâu. Nói chung mình sẽ vào từng tay, tùy tay tùy cầu thôi. Cầu đẹp chốt lại to mà cầu xấu thì mình em chốt lại nhỏ. Tùy tay tùy cầu mà đánh anh em nhá. Cầu đẹp thì mình chốt lại bình thường, xương xương cho anh em. Cầu xấu thì cũng như nên mình chốt lại nhỏ nhỏ lại tí anh em ha. Đấy, tiếp tục vào cầu chốt lại cho anh em một con bác đây nè. Một cái xỉu 5 củ cho anh em. Xem được cái câu này về gọi là chúng xỉu không anh em nhé. Về chúng xỉu đẹp đẹp tí thì kéo anh em lại chốt được lại to 9 củ cái này đúng không? Cái này bú thì chốt lại 9 củ cho anh em. Vốn to thì mình vẫn ưu tiên chốt những cái lại nhỏ an toàn. Nhưng mà tay vào đấy mình sẽ đánh nhiều cái gọi là đánh nhiều phát nhiều cái lại khác nhau anh em. Vốn to nhưng mà mình chốt lại cho anh em từ 10 đến 20 thôi. Đấy, nhiều lần chốt lại nhỏ thì tích lũy lại vẫn ra được cái lại to. Đánh như thế rất an toàn. Bằng đỏ đây đi, bằng đỏ đang đi cho anh em về 33, cái đánh cao bắt về 33 cho anh em cái này nhá. Gãy cái 5 ở trên rồi thì đánh lại cho anh em cái 5 củ xỉu bằng đỏ thôi. Ok anh em, ăn cái 4 cái 5 thì mình đang lỗ mất một củ đây đúng không? Đấy, vào lại anh em cái 5 củ xỉu bằng đỏ đây anh em nhá. Gỡ 4 lại tí. Sao mà để cho nó gãy như thế được? Gãy như thế là không ổn anh em ạ. Không ổn này. Đấy, anh em chuẩn bị mở bác, tôi sẽ được bài câu này về chuẩn xỉu không anh em nhá. Đấy. Xíu nhẹ cho anh em mình vài tay xương xương ở đây tí. Rồi, mở bác anh em nhé. Rồi, ok, mình về xỉu tấn công anh em cái này rồi. Thì ok anh em, hiện tại dương chắc tầm 9 củ anh em nhé. 9 củ bằng bằng đỏ đây vẫn đi cho anh em 33, khả năng cao anh em mình sẽ xôi tí ha. 10 ra 7 à, hơi căng anh em ạ. 10 ra 7 cho anh em, dài nhất là 4 tay này đi 33 cho anh em ạ. Vẫn theo cầu tiếp là 7 đây anh em. Bài xôi lại mấy tay trước như này xuống sắc cho anh em ha. Bằng xanh đi. Xôi về nhẹ bằng xanh cho anh em đây tí, bằng xanh đi về cho anh em tới 4 tới 5. 5 củ xỉu bằng xanh cho anh em ạ. Xỉu cho anh em tí 5 củ luôn, hai tay. Ok. Hai tay xỉu đi. Trên đánh cho anh em về cầu 23, 33 chứ nhầm, dưới đánh cho anh em lại 33 tiếp luôn. Trên dưới đều bắt về quả cầu 33 ở đây, xem thử có câu nào về 33 không. Đánh cả hai tay không lẽ cả hai tay không ra được một quả cầu 33 anh em, đúng không? Hai tay xỉu không lẽ gãy cả hai tay, chắc không xui như thế đâu anh em ạ. Tôi nghĩ đấy, nghĩ thế anh em, không xui như thế đâu anh em nhé. Rồi, để xem tí nào. 11 bóng 3 bóng xanh 1 bác tí cho anh em ha. Rồi, mở bác xỉu nữa anh em, 16 rồi, 16 ra 5 rồi. Gãy quả tài tiếp cho anh em ha. Rồi, còn cái xỉu này nữa anh em ạ. Cái xỉu này gọi là bú một lay đi nào. Xỉu, ôi cái này về chúng xỉu anh em nhá, xỉu 5. Rồi, bây giờ mình bằng công dương tầm 3 củ rưỡi đây nè. Bằng công dương 3 củ rưỡi đây tí anh em nhá. Tiếp tục cho anh em cái xỉu 5 củ và một cái tài 5 củ bằng đỏ anh em, hai tay tiếp đi. Đấy, bằng xanh thì mình vẫn đánh về 33 thôi, bằng xanh này ra bú vẫn đánh 33, bằng đỏ thì nó vừa gãy tài rồi, đánh lại về tài cho em cái này. Đấy, bình thường cầu 321 tôi sẽ đánh về xỉu anh em ạ, nhưng mà cầu này thì đang tiên về tài, cái đang cao bằng đỏ đánh về tài cho anh em, hợp lý. Đấy, vừa đánh cầu vừa soi thôi, hai cái này bú đi mình lại dương lên anh em tầm 13 củ là đẹp anh em ạ. 13 củ chỉ có một tay nữa thôi là có thể chốt lại cho anh em cái lại tầm 18 hoặc 20 củ gì đấy ha. Đấy, vào cầu căng cực chốt lại về uy tín xanh chính cho anh em xem. Ok cho anh em nào. Xa gì đây anh em ơi. Rồi bằng đỏ mở trước cho anh em nhé. Cái tài này anh em ơi, 23 ra 6 nè. Ôi hay là 23 ra 1 mau ạ. Lại gãy một tay tiếp cho anh em rồi. Bằng xanh xem nào. Bằng xanh ra xỉu không đây.
cái này vào vào và tính vào vội bốn củ nó không được anh em. Ôi lại nghỉ tài rồi, nghỉ tài toàn hai tay cho anh em á. Bây giờ anh em đang lỗ lại mất cây gọi là 10 củ 83 lô 7 anh em ạ, đang lỗ 7 củ rồi. Cái này sẽ vào một tay to 10 củ cho anh em nhé. Soi cầu kỹ tí, kiếm cái cầu đẹp đẹp tí vào một tay to nào anh em. Tình hình vào cầu này là xấu rồi, đánh cho anh em một cái cây gọi là siêu to khổng lồ đi. Thôi một cái tài to anh em đi anh em ạ. Tài to 10 củ tài bảng đỏ và 10 củ siêu bằng xanh nhé anh em. Cái này mà bú thì anh em mình là dương tầm 20 đi. Đấy, cố gắng cho cái lại to anh em tí. 63. Đang soi tí anh em ạ. Cái này mà dương 20 à. Mình đang dương lỗ 7, anh 20 lỗ 7 chắc dương tầm 13 củ anh em nhé. Thì mình vẫn ưu tiên thôi, lại từ 10 đến 13, 10 đến 20 củ thì trong cái khoảng đấy thì mình vẫn sẽ chốt lại cho anh em. Không có khả năng cao hôm nay cầu xấu tí, mà cầu xấu như này chắc là chốt cả nhỏ thôi anh em nhé. Thôi, đằng cái bác tài chút cho anh em này. Bác tài chút cho anh em. Rồi, tài không 3 năm sao số 3 năm sao năm bú tài nhá. Thì kênh mình thì chia sẻ những cái video như thế này, bán cầu soi cầu, chia sẻ những phương pháp vào cầu chuẩn chốt lại cho anh em tại cái cổng game TDTC thì mình được chơi đấy. Anh em xem video thấy hay nhớ like, tìm subscribe đăng ký kênh của tôi anh em nhá. Ơi xỉu đi nè, thôi về xỉu một tay nào. Thôi lại chuẩn xỉu luôn cho anh em, 90 củ lên 102 củ thì dương anh em tầm 12 củ đây, chốt lại thành công không ạ. Anh em xem video thấy hay nhớ like, tìm subscribe đăng ký kênh của tôi anh em nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ chắc là kết thúc video tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye anh em nhé.